Coi, đi quay xe ơi. Ngon đi. Ôi trời ơi, đi quay xe. Đi quay xe nè, chở mặc quần tóc đỏ đi. Lẹ lên đi. Mày không nhà không chửi á. Kiểu gì? Tao mới lạnh lên. Không, cảm ứng mà. Chung là dây khăn máy trong nhà. Thì anh chủ chủ nhà này giúp con á, lạnh đeo khẩu trang vô nha. Nó ho vậy, nó ho rồi. Con mẹ em á. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi chứ. Nào mà đem cho em quên. Anh xích da cho anh cứ đứng gần gần em. Anh kêu anh vô anh trà anh tắm cho em mà không thấy anh đâu luôn á, tự em tắm luôn á. Anh kêu lấy cái lưỡi anh tắm cho em rồi. Kinh nhé. Anh bạn à, tôi có thể đơn hả? Bao nhiêu người người ta biết mình làm như chuyện thang máy. Để có bộ phim gì anh thang máy này. Thang máy định mệnh. Đây là cục nước chó mình đưa cho bạn con chó này. Là một số chó cám nha bạn. Không, tao nói giỡn mình. Điên mày quá chứ chó thiệt. A few moments later. Thì hôm nay mình sẽ đi review chiếc xe này. Xe này là xe cũ của anh Thule là xe luôn. Mà nó gọi giá nhiêu anh đi? Sao đi? 6 ít. Cái này được ra bán 6 ít nha các bạn. Mình sẽ đem anh phố đi chơi. Ê, đem lên ví dụ vũ trường vui chơi ăn mày anh tí nào. Hôm nay mình sẽ đem chiếc xe của anh Thule. Cũ của Thule đi lên phố đi bộ rồi mình thử mình làm một xe cái chi cho chú cho Bull Bread của tôi vui chi rồi nó có chín không các bạn. Ok đi, chung là hàng chủ nhà nó đã bằng ngu lắm, nó đã bằng về mày các bạn mày phải làm đúng nha, làm chứng nha, đúng nha. Thì view không tháo cái kiến luôn nó đi không trời, tiếng đi với tiếng mà sợ tháo đi cho có đôi có cầm quay đâu đi với tiếng mà không sợ tiếng là tại cái ngáy này sụn luôn á. Thôi giữ đi với tiếng quanh để sao tại cái áo tán ra ở này quay tao biết mà không biết cách bẻ kiến thì quay chỗ khác đi. Cái mà cái dạng nó cũng là khó mà cái dạng cũng là khó mà chỗ này chú tôi luôn ngày để luộc xe đồ á, luộc xe của những anh em chơi xe đúng không? Cái dân mà dân này nó dễ lắm. Ăn cắp đúng không mày? Cắp đồ đồ quá chứ nhiều đưa chưa tao đưa cái mặt tao vô nè, mày lấy cái này mày cho tao mặt nha, tao sợ chó với lại cái biển số này. Hours later. Tại nó ồn các bạn, mặc dù bố ơi mà nó ồn quá nên mình phải đẩy như con chó vậy. Ok, bây giờ mình sẽ quay cảnh mình chạy. Ủa con cứng vậy? Đi ra đây xíu cho bạn ơi. Dơ rồi.
nghe cũng đủ rồi, để nó ấm ấm tay thôi các bạn. Later. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng thì mình quyết định đem chẹt 65+4 về trước cửa nhà mình review để cho an toàn nha các bạn. Vậy thì đập vào mắt các bạn đây là dàn chân combo, chẳng ba phục là CM, Hellfrandle 41 và đĩa Rainbow Oversize. Thì trước hết đi, cái phục LCM này á, mình cảm thấy đi đường trường hay đường dành nó cho sự ổn định rất là cao hơn với Vinh rất là nhiều. Cùng với đó là cái dè Winner được thiết kế nó góc cạnh lắm bạn, nhìn nó đầy đủ hơn Vin nữa. Mà chưa hết nha bạn, các bạn nhìn kỹ nha. Cái dây dầu màu đỏ này mình thấy nó bị bay màu theo năm tháng nha bạn, nó hình lật sạch nè. Đây là gác dầu đỏ xanh. Thì Hellfrandle này kết hợp với cái bát Silency được ăn nó màu đen, nhìn nó cứng cáp. Nhưng mà tô điểm thêm nó là những ốc sợi da sáng chói trời trôi. Các bạn để ý con heo Rainbow này nó có cái gì kìa, cái mát kìa, nó chưa tháo nữa. Để nhìn cho biết hàng nguyên cái gì á. Bây giờ mình qua bên đây đi, để nhìn kỹ cái mâm đi. Cặp mâm Basin Boy 8 cây, vỏ lại vỏ 70. Đây là cái nước. Cái nước này là nó được bự hơn. À bạn, cho bạn coi nè, cái này cái dòng nè bạn. Cái dòng này nó đo được điều chỉnh độ nhúng các bạn. Và ngoài chiếc xe đẹp lên bộ tem MX King được phối cái viền màu xanh tạo điểm nhấn cho full cái dàn áo đen bóng hơi chạm chiếc xe. Thì nhìn sâu trong đây là cái lồng 65 TA Racing nha bạn. Cùng với đó là cái thất chặt thịt bò 4 ly à, đây là full bộ xe lai da luôn. Do là xe thiên về touring nên sẽ xài lại gấp zin và đi thêm cặp mâm Racing Boy 8 cây cho sự ổn định nhất có thể. Cùng với nó là bộ nhôm xanh nhẹ rất to với 34 răng đâm hậu tới công trình luôn nha các bạn. Vừa dễ Racing Boy Anod sẵn màu đen luôn. Nhìn nó đồng đều với cặp mâm cực kỳ. Mặc dù hai màu nó khác nhau. Rất là nhẹ các bạn, cặp mâm nhẹ lắm. Mình đẩy một tay nó cũng đi à, thì ai đẩy một tay cũng đi rồi. Rồi mình qua tới cái phục đi bạn. Bình thường là nó sẽ đi ra, nhưng không, cái phục này nó khác. Nó đi vô là vô cái bát này á, nó được lật ngược lại các bạn. Thì làm như vậy thì nó được cái gì? Được cái lạ hơn, dễ hơn người ta thôi, khác người. Phải cắt cái chấm bùn đi, để hình như là để cho nó đừng có sao ta, đừng có bị cài cạ vô cái bình dầu. Thì vỏ này vỏ City giúp rồi nha bạn. City giúp rồi này nó đi tour mình thấy cũng sợ lắm, nhưng mà thôi đi ở đường phố thì dầm đi thôi, nó ngọt lắm rồi. Và bên đây đây thì là cản TV, nhìn nó như cái đồn cầu trên bé vậy á. Theo sau đi Hellfrandle 2 bít được bắt trên cái bát CNC được ăn nó màu đen, nhìn có vẻ như cứng cáp và nó liền cái gắt hơn bạn ha. Mình đúng rồi, đi tour phải cứng cáp chứ. Cái bánh xe cực kỳ nhẹ luôn, để mình xe chọn đó. Nhẹ chưa, nhẹ chưa. Xe đi cổ tăng và bô được móc theo bài, mang tiếng là bô êm. Bạn có cái bô nè, trời nó bự thiệt như cái lỗ cống nha. Thì cái nồi này là nồi F2 lên 10 được tháp qua. Theo mình cảm nhận riêng nha, riêng mình á là cái nồi này nó hơi ú nhẹ, với lại côn nó bóp khá là cứng. Còn bên trong cái cục máy đó là nó đi cái dên là dên đồ chơi cộng 4, tay thay tay CNC cho độ cứng hơn tay dên thôi. À hơn nữa là nó đi cái EQRC Mini 5 được tăng chỉnh map touring. Mình cảm thấy cái xe này nó lướt hậu thôi, chứ đề mình thấy nó không được, nó như xe sống hai dên dên vậy thiệt. Sắp nhôm sinh dĩa 34 á, nó nhỏ quá nên nước đà nó thấy nó không được được bốc lắm. Đi cụ đề Ta Racing
bấm cái nhẹ nổ liền luôn. Bên trong cam cò số bóc được làm theo bài. Đây là sơ lược về cái chi tiết nội công nhẹ nhẹ thôi. Mình lên tới lên trên đi. Thì ở trên này nó đi cái ba cái nút. Hồi xưa là tú le là ba cái nút này là dành để cho chế độ racing hay là touring hay gì đó. Nhưng không, bây giờ là cái đèn. Nó làm thành cái đèn này để đi tour. Trời ơi, nhìn nó chán chán như vậy. Nhưng mà nó rất là phù hợp cho những người đi tour. Cần thiết lắm các bạn. Mình thì mình không có thích cái này tí nào cả. Nhưng mà tour đây này cái rất cần thiết. Bây giờ mình sẽ qua đến cái phần gì đi. Phần yên đi ha. Bên trong đi. À quên các bạn, cái yên này là cái yên của nốt được may lại. Bên hồng đẹp cam. Bên trong là đi hồng sân qua. Hồng SWR là đi Boe Uma bự chà bá luôn. Nó ù ù đó. Và cuối cùng đây là tổng quan của chiếc xe. Trời rất là đẹp luôn bạn. Đi đêm mà có đèn chiếu vô cái viền xanh, điểm nhấn xanh nó nổi lên đẹp lắm. Mình thì mình thích tháo cái này cái cản TV ra nhưng mà tiếc là xe của người ta. Và bây giờ cũng trễ rồi, mình có tiếng bồn thôi. Có camera không? Camera test luôn đi. Xíu tiếng hú nồi với tiếng bo rất là lớn nữa nha. Thôi bây giờ trễ rồi, mình tắt máy. Bị chửi.